Thưa quý vị, sau 2 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19, năm nay lễ hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 sẽ được tổ chức trở lại. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đua bò bảy núi đang được huyện Tịnh Biên tiến hành khẩn trương nhằm tạo điều kiện tốt nhất để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ hội đua bò bảy núi là hoạt động văn hóa thể thao độc đáo mang nét đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc Khmer tại hai huyện vùng núi Tri Tôn và Tịnh Biên. Hàng năm, lễ hội được tổ chức trang trọng trong dịp lễ Senonta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer Nam Bộ. Năm nay, lễ Senonta bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 âm lịch. Sau 2 năm tạm ngưng không tổ chức do đại dịch COVID-19, năm nay, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, lễ hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 được tổ chức trở lại tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên vào ngày 24 tháng 9 nhằm 29 tháng 8 âm lịch. Hiện tại, phần đường đua bò đã được ban tổ chức chuẩn bị xong và sẵn sàng cho lễ hội đua bò bảy núi năm nay. Theo ban tổ chức, lễ hội đua bò bảy núi năm nay, ngoài 62 đua bò đến từ các huyện trong tỉnh An Giang, gồm Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Thoại Sơn và Châu Phú, còn có 2 đua bò của huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang tham gia tranh tài. Lễ hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 hứa hẹn sẽ thu hút rất đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ. Chính vì vậy, ngoài công tác chuẩn bị đường đua, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều phương án nhằm mang đến cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer một mùa lễ Senonta ấm áp, vui tươi.